Hello mọi người đã đến với Mỹ đi lên tin thoi vườn lót. Hôm nay cái cổ của mình nó cũng hơi đỡ rồi, nhưng mình không thở đi câu cá được. Mấy chỉ review về bình minh ở đây thôi nha. Nhiều người câu cá với mọi người ơi, mày muốn đi câu cá nhưng mà câu không được, cái cổ còn đau. Hôm nay nhiều thuyền á mọi người. Người ta đi câu cá.